Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, năm 2021 Tân Sửu nữ mạng, phạm phải thái tuế, vô phúc có họa. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình trong năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Quý Sửu nữ mạng chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ cát hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Quý Sửu nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện, tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho. Người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1973 Quý Sửu nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt, bằng đồng mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Quý Sửu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Năm Tân Sửu 2021, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, lâm cục diện trực thái tuế. Vận trình năm chịu sức ép lớn của thái tuế năm 2021 nên gặp khá nhiều trở ngại và thách thức. Có câu đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cho nên vận thế của nữ tuổi Quý Sửu tương đối gập ghềnh, các phương diện phát triển không được tốt. Sự nghiệp trong năm tương đối mờ mịt, không thuận buồm xuôi gió, lại còn gặp phải tiểu nhân bị người khác chèn ép. Đối với việc chi tiêu, tử vi khuyên bạn không cần quá keo kiệt, nếu không cũng có thể ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Thỉnh thoảng còn bị mất tiền, cho nên bạn cần chú ý nhiều hơn. Thầy Gia Cát khuyên bạn nên học cách nắm bắt cơ hội, chúng ta cần phải tận dụng mối quan hệ với cấp trên. Bên cạnh đó là đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại. Trong cuộc sống hôn nhân tình cảm, nữ mệnh Quý Sửu cần chú ý chăm lo cho mái ấm gia đình hơn nữa để tránh nảy sinh mâu thuẫn. Hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp khí lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết.
Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo, dù bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021, tuổi Quý Sửu nư mạng sẽ dựa vào sao hạn và sao chiếu theo năm. Qua đó, có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tuy lâm vào cục diện trịch thái tuế, nhưng tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nư mạng vẫn cho thấy rằng bản mệnh sẽ có một ít các cơ hội mang đến nhiều thu nhập, công danh tăng lên và tích lũy được nhiều kiến thức. Sự xuất hiện của thái tuế báo hiệu rằng vô phúc có họa. Tuổi Quý Sửu nư mạng trong năm mới 2021 sẽ gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm khiến lãnh đạo khó chịu, còn có thể bị trừ vào tiền thưởng, bức bối khó khăn. Năm nay sẽ có nhiều sự cạnh tranh, cho nên bạn cần phải dành nhiều thời gian để chú ý đến những người xung quanh và đương nhiên cũng cần phải chú ý tránh bị người khác hãm hại. Lời khuyên cho nữ mạng Quý Sửu trong năm tới là không cần quá mức buồn bực, ảnh hưởng đến tâm trạng. Điều bạn cần làm chính là tăng cường năng lực của bản thân, tranh thủ các cơ hội để chứng minh bản thân. Bạn có thể đi theo những bậc tiền bối trong công ty, học hỏi kinh nghiệm từ người lớn tuổi để có thể nâng cao kinh nghiệm cho bản thân mình. Sự kìm kẹp của thái tuế khiến mọi thứ về sự nghiệp không có tiến triển gì cho lắm. Chính vì vậy, bạn hãy đeo thêm pháp khí là vòng bát bảo tâm kinh. Pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ bản mệnh phát triển hơn trên con đường sự nghiệp, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thăng tiến cao trong năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi năm 2021 dự báo nữ mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp thực thần và thiên tài, tạo điều kiện cho các phương diện có cơ hội phát triển. Trong đó thì tài vận là phát triển vượt bậc. Trong năm, bạn nên đề phòng tổn thương do có hung tinh kiến phong xuất hiện, có thể dẫn đến tai ương, gặp phải ảnh hưởng dẫn đến hao phí tiền tài. Đặc biệt, bạn nên đề cao tinh thần cảnh giác với người khác, kẻo tiền mà tình nghĩa cũng mất. Ngoài ra, kiếm tiền cần đi theo con đường hợp pháp, đừng mơ tưởng một bước lên tiên, một đêm hóa rồng, nếu không sẽ gặp phải chuyện liên quan đến pháp luật, ảnh hưởng đến bản thân. Năm nay, tuổi Quý Sửu nư mạng khó lòng tiết kiệm được. Nguyên nhân không do ăn tiêu thì cũng do bệnh tật cần phải chi trả, cho nên hầu như không có tiền tiết kiệm. Việc nuôi dạy con cái của người tuổi Quý Sửu cũng cần phải chú ý, nếu không sẽ dẫn đến nhiều áp lực vô hình với gia đình. Năm 2021, do tọa trực thái tuế khiến tài vận của Quý Sửu không mấy khả quan. Để có thể kích tài lộc lên thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Quý Sửu hãy đeo pháp khí nhà Phật là bát bảo tâm kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình cảm, gia đạo, bước vào năm 2021, tử vi dự báo nữ mệnh của tuổi Quý Sửu có hoàng phiên nhập mệnh, chủ hồn bay phách lạc, vận thế chuyển đổi, tình cảm có phần bất lợi. Hơn nữa, nữ mệnh Quý Sửu năm 2021 vận thế cũng không quá tốt, đương nhiên cũng không có tâm trạng để yêu thương. Tử vi dự đoán đối với những người đang còn độc thân thì chuyện tình cảm không quá tốt, có chút tiêu cực và bị động. Mặc dù bản mệnh đã cố hết sức nhưng vẫn khó lòng tìm được nhân duyên phù hợp. Những người nữ mệnh tuổi Quý Sửu đã có gia đình thì lại càng gặp khó khăn. Bạn và người vợ của mình có nhiều phiền não, cãi vã liên miên khiến tình cảm đi xuống, cuối cùng không cẩn thận mà chia tay. Có thể hai bạn chưa đến mức ly hôn nhưng trong cuộc sống cũng tồn tại không ít các mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, trong năm 2021, sức khỏe của người tuổi Sửu chịu tác động nhiều từ thái tuế. Tuy gặp thực thần nhưng vẫn gặp nhiều tổn thương và tai họa ngầm.
năm nay lại còn gặp phải phục thi khiến cho lưu mệnh Quý Sửu gặp đả kích lớn. Bạn nên lưu ý các vấn đề về dạ dày, nhất là phương tiện ăn uống nghỉ ngơi cần chú ý hơn. Năm nay thời tiết thay đổi thất thường, còn cần phải chú ý ăn mặc, tránh cảm mạo. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý đến vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới do thái tuế lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt, nếu có kế hoạch sinh con năm 2021, bạn nên hết sức cẩn thận, đề phòng bất trắc. Ngoài ra, bản mệnh hay sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sáu hạn của tuổi Quý Sửu năm 1973 lưu mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Sửu năm 1973 lưu mạng. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe. Bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về sức khỏe, người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn tới tiền mất, tật mang. Đồng thời, làm cho cuộc sống của mình cũng như gia đình không được ổn định. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Điều này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Quý Sửu năm 1973 lưu mạng. Tuổi Quý Sửu năm 1973 lưu mạng trong năm 2021 là 49 tuổi sẽ bị sao Thái Âm chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vạn niên Ngưu Hồi Sơn. Sao Thái Âm là một cát tinh mạnh thuộc hành thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng hoàn. Khi gặp sao Thái Âm, trong năm bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người có sự biến đổi, nhiều người nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn, lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Quý Sửu năm 1973 lưu mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh và sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Kênh Phong Thủy Gia Cát cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui khi được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.